Thưa quý vị, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 6. Và thêm một lần nữa thì chương trình tiếp sức mùa thi được các bạn tình nguyện viên triển khai tại các điểm thi với nhiều hoạt động nhằm hướng dẫn, hỗ trợ và giúp đỡ thí sinh cùng với người nhà. Vâng ạ, cùng với những hành động đẹp, màu áo xanh khiến các sĩ tử và người nhà thêm vững tâm vượt qua kỳ thi thành công tốt đẹp. Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Thăng Long, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Trong ngày đầu tiên của kỳ thi, Việt Hà cùng với các bạn trong đội tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm, sẵn sàng hỗ trợ các thí sinh trong trường hợp cần thiết. Bản thân em thì cũng đã từng là một học sinh ạ, và cũng đã từng tham gia thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia, cho nên là em cũng cảm thấy rất là hiểu cái tâm lý của các bạn ạ, và em muốn có thể có tiếp một chút sức để cho các bạn có thể làm bài thi có thể tốt nhất ạ. Việc tham gia tình nguyện viên này cũng giúp cho thanh xuân của em trở nên có ý nghĩa hơn. Em khi bước ra cổng trường trong tâm trạng phấn khởi thì điều đó cũng là điều các em làm bài thật tốt. Em cũng thấy cảm giác phấn khởi, vui lây với các bạn em ạ. Ghi nhận của phóng viên tại các điểm thi, lực lượng cán bộ, lực lượng an ninh làm công tác thi cũng có mặt để đảm bảo công tác phân luồng, hỗ trợ và hướng dẫn thí sinh, người nhà để không xảy ra tình trạng thí sinh đến muộn. Về công tác phối hợp, công an phường có sự phối hợp với nhà trường và cùng với đội an ninh công an quận trong công tác bảo vệ bên trong và bên ngoài điểm thi. Và ngoài ra phối hợp với các lực lượng chức năng như bảo vệ dân phố, dân phòng, đoàn thanh niên để làm sao phân luồng giao thông để phụ huynh đưa con em đến trường thuận tiện nhất, để không bị cản trở về giao thông. Trường Trung học phổ thông Thăng Long thì là một điểm thi gồm có 21 phòng thi, 503 thí sinh tới điểm thi của chúng tôi đúng giờ và các em làm bài rất là cẩn thận. Buổi thi kết thúc trong một cái không khí hết sức là vui vẻ. Điểm thi tại trường Trung học phổ thông Đoàn kết Hai Bà Trưng có 22 phòng thi và với 528 thí sinh tham gia. Theo quyết định thì điểm thi của chúng tôi cũng có 73 thành viên và 44 cán bộ coi thi. Cho đến ngày hôm nay là ngày 26 tháng 6 thì về việc chuẩn bị cơ sở vật chất đã rất đầy đủ để sẵn sàng phục vụ cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2024 với sự phối kết hợp của các ban ngành. Các bạn tình nguyện viên thì tôi thấy rất là nhiệt tình, nhất là ở đây. Ví dụ là sẽ đưa cho từng phụ huynh quạt này, nước này, rồi các em đến thì nước này chị bóc hộ rồi. Ví dụ như là hôm nay con của tôi bị rơi một cái bút, các bạn vội vàng chạy ra nhặt bút lên đưa cho em. Đấy, tôi cảm thấy các bạn rất là nhiệt tình. Công tác an ninh ở đây thì tôi thấy là rất là chu đáo và cẩn thận. Sau ngày thi đầu tiên, hầu hết các sĩ tử đều bước ra khỏi phòng thi với tâm thế thoải mái, phấn khởi. Tại vì hôm qua nằm mơ về đất nước rồi, cho nên là cũng trúng tủ. Dự đoán là em chắc tầm 9. Thực ra là cũng hơi trúng tủ đấy ạ, tại vì em học tập trung vào tác phẩm này cũng khá lâu rồi. Thật ra thì em thấy đề cũng ổn. Đấy là đề thi toán năm nay thì có độ phân hóa khá là đúng với cả sức học của tất cả các bạn. Với 40 câu đầu thì hầu như là bạn nào cũng có thể làm được hết. Còn 10 câu sau thì có thể là hơi khó, chỉ có phù hợp với những cái bạn mà kiểu có sức học ổn trở lên. Sau ngày thi đầu tiên thì em cảm thấy là môn ngữ văn và môn toán của em thì khá là đúng với cả lực học của em ở trên lớp. Phù hợp cũng như là phù hợp với tất cả các bạn. Cũng thấy đề thi toán của em cũng thấy là khá dễ thở. Vẫn có một vài câu dạng kiểu lừa học sinh. Đấy thì cần phải gọi là chăm chút vào kiểu tỉ mỉ hơn vào trong việc đọc bài dữ liệu các thứ. Em nghĩ là em chắc cũng tầm khoảng 8,4 trở lên. Có thể nói ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 đã diễn ra an toàn, thuận lợi và nghiêm túc. Và trong sáng ngày hôm nay, 28 tháng 6, các thí sinh sẽ tiếp tục với bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên hoặc khoa học xã hội với thời gian làm bài là 150 phút và môn thi ngoại ngữ với thời gian làm bài là 60 phút. Thưa quý vị, cùng với cả nước, sáng ngày 27 tháng 6, gần 37.000 thí sinh tại Nghệ An bước vào ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024. Với tính chất đặc biệt, quan trọng của kỳ thi tạo bước ngoặt trong cuộc đời, nên các thí sinh cũng như người thân hết sức hồi hộp và lo lắng. Ghi nhận của phóng viên tại Nghệ An. Mới chỉ 6 giờ sáng, nhưng phần lớn thí sinh đã có mặt tại điểm thi. Sự lo lắng, hồi hộp đã hiện rõ trên khuôn mặt của các em. Dù đã chuẩn bị rất kỹ cho kỳ thi, nhưng nhiều em vẫn mang theo tài liệu để xem lại trước khi bước vào phòng.
Bản thân em cảm thấy rất là lo lắng cho kỳ thi này ạ. Ngày hôm nay là em không nghỉ, em tiếp tục thức khuya để học bài và cho đến sáng ngày hôm nay em vẫn tiếp tục ôn lại bài. Khá là căng thẳng, gọi là không biết mình đã gọi là ổn tích và đủ kiến thức chưa để có thể làm được bài thi. Thí sinh lo 1 thì người thân lại lo 10. Phía ngoài các điểm thi, phụ huynh đứng ngồi không yên. Vượt hơn 250 km sau 7 tiếng ngồi xe từ huyện miền núi Kỳ Sơn xuống thành phố Vinh để động viên con trai. Dù rất mệt mỏi, lại không ăn sáng, nhưng anh Cự Bá Lồng vẫn đứng chờ nhiều giờ ngoài cổng trường với tâm lý căng thẳng, lo lắng. Không dám ăn, chỉ có nhường cho con để động viên cho con, để lấy tinh thần cho con, để con học cho tốt, thi cho tốt. Thương cháu quá, đêm hôm qua bà cũng không ngủ được. 3 giờ sáng là bà dậy, thoát được cái nghèo hay không, hay là không thoát được là nhờ vào kỳ thi này. Sau 2 giờ đồng hồ, môn thi đầu tiên cũng kết thúc. Mọi sự chờ đợi, hồi hộp được giải tỏa khi các thí sinh bước ra khỏi điểm thi. Trước khi bước vào phòng thi là cháu có hồi hộp, lo lắng. Mà thi sắm thì cái đề cũng dễ nên là đồ lo lắng hắn cũng thoải mái để cho thi gặp môn sau hơn. Cháu cũng tự tin là bài này cố gắng trên 8 điểm ạ. Kiểu là ta vẫn có niềm đâu xuôi đuôi lọt thì hy vọng đâu hơn xuôi đuôi đuôi lọt. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, tỉnh Nghệ An có gần 37.000 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó có 36.476 thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn vào sáng ngày 27 tháng 6. Theo đánh giá, đề thi ngữ văn vừa sức, các em đều làm bài tốt. Liên quan đến vụ vỡ hụi của chủ hụi Ngô Thị Lan xảy ra tại thôn Vọng Nguyệt, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Sau khi người dân có đơn trình báo, Công an huyện Yên Phong đã có thông báo tạm hoãn xuất cảnh với chủ hụi là bà Ngô Thị Lan. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an huyện Yên Phong và Công an xã Tam Giang vẫn đang phối hợp, thu thập các đơn của người dân và các tài liệu liên quan tới vụ vỡ hụi để giải quyết vụ việc theo đúng thẩm quyền. Trước đó, như VTC phản ánh, từ đầu tháng 5, dư luận xôn xao về vụ vỡ hụi hàng chục tỷ đồng tại làng Vọng Nguyệt. Chủ hụi Ngô Thị Lan đã tuyên bố hủy sổ cái. Mọi thông tin về người chơi, số tiền đóng hàng tháng đã không còn. Theo thống kê mới nhất, đã có gần 300 người dân tham gia với số tiền đã đóng cho chủ hụi lên tới gần 40 tỷ đồng. Liên quan tới vụ vỡ hụi nói trên, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh cũng đã giao cho UBND huyện Yên Phong phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục triển khai các biện pháp giải quyết vụ việc, ổn định tình hình dư luận. Thưa quý vị, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất Chính phủ gỡ khó cho các đơn vị đăng kiểm trước nguy cơ hàng trăm đăng kiểm viên phải nghỉ việc và nhiều trung tâm đăng kiểm trên cả nước phải đóng cửa. Vâng, và đại án đăng kiểm dự kiến được xét xử trong vòng 3 tháng tới, từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 18 tháng 10. Và điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đăng kiểm của người dân và doanh nghiệp. Đại diện một trung tâm đăng kiểm Hà Nội khẳng định, với nhân lực hiện nay ở các trung tâm Hà Nội đủ đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân. Tuy nhiên, khi các vụ án được đưa ra xét xử thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến công tác kiểm định phương tiện. Bởi nhiều đăng kiểm viên phải tạm nghỉ công việc để hầu tòa, và khi họ có án thì sẽ bị thu chứng chỉ hành nghề. Lường trước được những khó khăn này, Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo lãnh đạo Chính phủ các giải pháp để hạn chế nguy cơ trắng trung tâm đăng kiểm có thể xảy ra. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải đánh giá các vụ án liên quan đến lĩnh vực đăng kiểm ở nhiều địa phương được đưa ra xét xử sẽ tác động rất lớn đến hoạt động kiểm định tại các tỉnh thành, khi hàng loạt đăng kiểm viên có nguy cơ bị kết tội bằng bản án. Trong khi đó, thì pháp luật hiện hành quy định các trung tâm đăng kiểm sẽ bị đình chỉ 3 tháng nếu có từ 2 đăng kiểm viên trở lên bị thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên do bị kết tội có liên quan đến lĩnh vực kiểm định xe cơ giới.